tiết lộ mức lương khủng của thủ môn Bùi Tiến Dũng tại FLC Thanh Hóa. Mặc dù chưa được tăng lương sau khi làm nên kỳ tích tại giải U23 châu Á, nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng đang sở hữu một mức lương khá cao hơn cả Quang Hải. Mặc dù làm nên kỳ tích tại giải U23 châu Á, tuy nhiên FLC Thanh Hóa cho biết sẽ không ký hợp đồng mới và tăng lương cho Tiến Dũng. Thông tin FLC Thanh Hóa không ký hợp đồng mới và tăng lương cho Tiến Dũng khiến nhiều người hâm mộ cầu thủ này cảm thấy lăn tăn. Nhưng thực ra FLC Thanh Hóa có lý do để chưa tăng lương cho Tiến Dũng bởi thủ thành này đang hưởng mức lương cao so với vị trí hiện tại. Tiến Dũng được đôn lên đội 1 Thanh Hóa năm 2016 với mức lương 10 triệu đồng. Sau khi tham dự U20 FIFA World Cup đầu năm 2017, cùng U20 Việt Nam, Dũng được FLC Thanh Hóa đặt cách tăng lương gấp đôi lên 20 triệu đồng. Dù Tiến Dũng chỉ là thủ môn số 2 của đội bóng, thường xuyên dự bị, mức lương này cũng tương đương mức trung bình của các cầu thủ thường xuyên ra sân ở Villarreal. Thậm chí, so với các đồng đội ở U23 Việt Nam, mức lương của Tiến Dũng nằm trong top đầu, sánh ngang Công Phượng Xuân Trường và cao hơn Quang Hải Đức Chinh. Vì thế, quyết định không tăng lương cho Tiến Dũng của câu lạc bộ chủ quản là có thể hiểu được. Tiết lộ Văn Thanh từng ròng rã chống lại bệnh hiểm nghèo suốt 3 năm trời. Bố của tuyển thủ Vũ Văn Thanh mới đây đã tiết lộ một thông tin gây sốc khi cầu thủ này từng phải chiến đấu chống lại một căn bệnh hiểm nghèo trong suốt 3 năm. Vũ Văn Thanh hiện tại có thể xem là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai sở hữu kỹ thuật cơ bản rất tốt. Khả năng quan sát và chuyền bóng cùng những tình huống lên công về thủ không biết mệt mỏi. Điều này càng được thể hiện tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, khi chính sự năng nổ của Văn Thanh đã góp phần đưa đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân của giải đấu. Tuy nhiên mới đây, trong một thông tin được tiết lộ, có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ khi cầu thủ sinh năm 1996 này từng mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Văn Thanh bị phát hiện hẹp van tim trong một đợt kiểm tra sức khỏe hàng tháng của Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ Đời Sống số ra ngày 5 tháng 2, ông Vũ Văn Hộ, bố của Văn Thanh bày tỏ, khi nhận tin báo Thanh bị bệnh tim tôi rất buồn, nhưng mà tôi không có nói với ai cả. Tôi âm thầm chuẩn bị tiền để chữa bệnh cho Thanh. Tuy nhiên ông Hộ cho biết, phía Hoàng Anh Gia Lai lúc đó đã chịu mọi chi phí trong quá trình điều trị bệnh cho tuyển thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai rất tử tế, họ nói rằng họ sẽ chịu mọi phí tổn trong quá trình chữa trị, bố của Văn Thanh chia sẻ. Nếu Thanh phải mổ ở Sài Gòn thì gia đình cử người vào đó chăm sóc cho Thanh. Họ còn tính đến phương án đưa Thanh ra nước ngoài phẫu thuật. Rất may sau khi hội chẩn, bác sĩ đưa ra cách điều trị không dùng đến phẫu thuật. Cụ thể họ cho Thanh uống một loại thuốc đặc biệt, có giá 3 triệu đồng một viên, uống hàng ngày, ròng rã trong 3 năm, thử tính ra bao nhiêu tiền. Cuối cùng thì bệnh của Thanh cũng lành mà Thanh còn khỏe như vong nữa. Bất ngờ với chiếc áo đầy đủ chữ ký U23 Việt Nam tặng thủ tướng, được đấu giá với mức khởi điểm 1 tỷ đồng. Giá khởi điểm cho quả bóng và chiếc áo thi đấu có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ U23 Việt Nam có giá khởi điểm là 1 tỷ đồng một món. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phát thông báo mời tham gia đấu giá và lưu niệm đặc biệt là quả bóng và chiếc áo thi đấu có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam vừa đạt danh hiệu Á quân giải vô địch U23 châu Á. Đây là món quà đặc biệt được đội tuyển tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hai món quà đặc biệt sẽ được đem ra đấu giá trong thời gian tới. Hiện mức giá khởi điểm cho chiếc áo và quả bóng này là 1 tỷ đồng một món và khả năng vẫn còn tăng cao hơn là điều chắc chắn. Thủ tướng đã quyết định giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức đấu giá rộng rãi món quà này. Kinh phí thu được sẽ dành tặng các gia đình, người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị tham gia đấu là các tổ chức có tư cách pháp nhân, các cá nhân có quyền công dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Giá khởi điểm của hiện vật bán đấu giá là 1 tỷ đồng một món, hai món là 2 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu từ 15 giờ ngày 6 tháng 2, 2018 và kết thúc vào 24 giờ ngày 11 tháng 2, 2018. Gần 400 người thương vong mất tích trong trận động đất ở Đài Loan.
Tờ Taiwan News cho biết, trận động đất xảy ra vào đêm 6 tháng 2 tại Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 219 người khác bị thương và 177 người mất tích. Theo báo, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra lúc 23:50 tối ngày 6 tháng 2, có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, cách trung tâm huyện Hoa Liên, Đài Loan khoảng 18,3 km. Khoảng 118 đợt dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất. Tính đến thời điểm hiện tại, cơn địa chấn đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 219 người khác bị thương và 177 người mất tích. Trong số những người mất tích, có 147 người mắc kẹt trong tòa chung cư 12 tầng mang tên Jun Sui. Tòa nhà này đã bật móng và đang nằm nghiêng 45 độ. 24 người khác được cho là đang mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Tòa khách sạn Marshall hiện đang ở trong tình trạng chờ sập. Do 3 tầng dưới của tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, 2 nhân viên lễ tân của khách sạn Marshall đang mất tích. Sáng ngày 7 tháng 2, lãnh đạo Đài Loan đã đến hiện trường tòa chung cư để thị sát công tác cứu hộ. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành, lãnh đạo Đài Loan thị sát hiện trường. Khách sạn Marshall như hỏng nặng nề, 3 tầng dưới cũng bị phá hủy hoàn toàn. Theo thống kê của báo, đã có nhất 5 tòa nhà đổ nghiêng sau cơn địa chấn, 2 cây cầu đã bị đóng cửa và một số đoạn đường cao tốc đã bị cấm lưu thông. Nhiều vết nứt lớn đã xuất hiện trên mặt đường, khoảng 213 hộ gia đình đã phải sống trong cảnh thiếu điện và 30.000 hộ phải sống trong cảnh thiếu nước. Khoảng 118 đợt dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất. Nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên đường sau trận động đất. Để đề phòng rủi ro, toàn bộ các trường học và văn phòng tại Hoa Liên đã được yêu cầu đóng cửa tạm dừng hoạt động. Nhã Phương tức giận lên tiếng chuyện chia tay với Trường Giang, hóa ra sự thật là đây. Dòng chia sẻ úp mở đầy tâm trạng của Nhã Phương trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả nghi ngờ chuyện tình cảm giữa cô và nam danh hài Trường Giang đã kết thúc. Thế nhưng cô vừa lên tiếng đính chính, thời gian vừa qua, dư luận râm ran tin đồn Trường Giang Nhã Phương đường ai nấy đi khiến không ít người tiếc nuối. Bên cạnh đó có nghi vấn nam danh hài xứ Quảng đang hẹn hò với hot girl Sam. Trước ồn ào này, phía Nhã Phương chọn cách im lặng, còn Trường Giang lên tiếng phủ nhận và khẳng định mối quan hệ giữa mình và bạn gái vẫn bình thường. Do cả hai bận rộn với lịch làm việc nên cuối năm không có cơ hội xuất hiện bên nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên mới đây, Nhã Phương bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân. Trong đó cô viết, khi ta đem hết lòng, hết cả trái tim yêu một người, sẽ chẳng nghĩ đến những đớn đau có thể xảy ra. Chỉ đến khi những tháng ngày hạnh phúc trở thành quá khứ, có người sẽ nhớ, có người sẽ quên, và có cả những nỗi dây dứt khôn nguôi. Dòng chia sẻ đầy cảm xúc của Nhã Phương trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Những tâm sự đầy cảm xúc của Nhã Phương thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều người suy nghĩ phải chăng nữ diễn viên loan báo đang ám chỉ mối quan hệ rạn nứt với danh hài Trường Giang. Tuy nhiên, phía Nhã Phương nhanh chóng lên tiếng giải thích, những gì nữ diễn viên chia sẻ chỉ là nội dung trong MV ca nhạc mà cô tham gia, vì quá nhập tâm nên Nhã Phương mới viết như vậy. Việc Nhã Phương và Trường Giang không còn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí khiến nhiều khán giả cho rằng họ đã chia tay. Thời điểm này, Nhã Phương vẫn quyết định giữ im lặng, không chia sẻ bất cứ điều gì về chuyện tình cảm của mình. Khi được giới truyền thông hỏi về Trường Giang, cô lập tức từ chối trả lời. Tình cũ Carrick bị chỉ trích dữ dội khi thả thính thủ môn Bùi Tiến Dũng. Vừa chia tay Carrick, Huyền Thương đã đăng ảnh tình tứ với thủ môn Bùi Tiến Dũng, khiến cộng đồng mạng tức giận ném đá. Chuyện tình Huyền Thương và Carrick là câu chuyện khá ồn ào thời gian vừa qua. Cứ nghĩ cặp đôi này sẽ có một cái kết đẹp sau khi trở về từ chương trình Vì Yêu Mà Đến. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ phát sóng, Carrick bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái lên trang cá nhân, cho biết mình và Huyền Thương đã dừng lại, làm bạn bè sau một tháng hẹn hò vì không hợp nhau. Carrick cho biết, tập anh ra về cùng Huyền Thương được ghi hình cách đây một tháng. Cả hai sau thời gian tìm hiểu đã dừng lại mối quan hệ ở một vị trí khác, không phải yêu đương. Vì thời gian và những thứ tác động xung quanh, anh quyết định không thể trở thành người yêu của Huyền Thương, dù nữ sinh đại học, văn hóa nghệ thuật quân đội, rất tinh tế biết lắng nghe và quan tâm người đối diện. Carrick đã quyết định chia tay Huyền Thương sau khi tham gia chương trình Vì Yêu Mà Đến. Sau khi cả hai đường ai nấy đi, nhiều cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn,
Rất có thể Huyền Thương đến với chương trình này để lấy danh tiếng, chứ không chủ đích tìm một nửa kia của mình. Và như thông tin thì trang cá nhân của nữ sinh 20 tuổi đã nhanh chóng tăng gần 40.000 lên con số 60.000 theo dõi chỉ sau một đêm chương trình phát sóng. Có lẽ sau chương trình, nhiều cư dân mạng cho rằng Huyền Thương đã mượn để quảng cáo tên tuổi của mình. Thế nhưng vừa chia tay Cao Rick chưa được bao lâu thì mới đây trên trang cá nhân, Huyền Thương bất ngờ đăng ảnh tình tứ với thủ môn Bùi Tiến Dũng, kèm theo đó là dòng trạng thái khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Các bạn đừng có ghen tị với mình nha! Huyền Thương chia sẻ trên trang cá nhân, khoe đã chụp ảnh cùng chàng thủ môn điển trai Bùi Tiến Dũng. Huyền Thương thân mật với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau khi đăng tải dòng trạng thái và hình ảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Huyền Thương chỉ thích thả thính để gây sự chú ý. Cư dân mạng đã chỉ trích ném đá Huyền Thương rất nhiều.